Trong bản tin mới nhất về dịch COVID-19 tối ngày 5 tháng 3, xin kính mời quý vị và các bạn đến với tin tức nóng nhất sau đây. Kinh hoàng, thế giới vượt 6 triệu ca tử vong, hơn 444 triệu ca mắc COVID-19. Số ca cộng đồng tăng nhanh nhưng tỷ lệ tử vong giảm rất mạnh. F0 tăng chóng mặt, Hà Nội thêm 252 xã phường thành vùng cam. Trạm trưởng y tế ở Hải Phòng mang tiền xuống trả dân sau khi bị tố đòi 1,5 triệu mới cho F0 đi viện. Và sau đây xin kính mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Mở đầu là tin kinh hoàng, thế giới vượt 6 triệu ca tử vong, hơn 444 triệu ca mắc COVID-19. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 3, thống kê trên Worldometer, thế giới ghi nhận tổng cộng 444.029.251 ca mắc COVID-19, trong đó 6.009.837 ca tử vong. Số bệnh nhân bình phục là hơn 376,6 triệu người, trong khi vẫn còn 72.009 bệnh nhân đang điều trị tích cực. Mỹ là nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, đến nay ghi nhận hơn 80,8 triệu ca mắc, 983.486 ca tử vong. Ấn Độ ghi nhận số ca mắc nhiều thứ hai thế giới, với hơn 42,9 triệu ca. Tuy nhiên, Brazil có số ca cao tử vong thứ hai thế giới, với 651.343 ca. Trong 10 quốc gia có số ca mắc cao nhất, 7 quốc gia còn lại là các nước châu Âu, gồm Pháp hơn 22,9 triệu ca, Anh hơn 19,1 triệu ca, Nga hơn 16,7 triệu ca, tiếp đó là Đức và Thổ Nhĩ Kỳ. Đức là hơn 15,5 triệu ca, Thổ Nhĩ Kỳ hơn 14,2 triệu ca, Italia ghi nhận hơn 12,9 triệu ca, Tây Ban Nha có 11,1 triệu ca. Châu Âu là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch bệnh COVID-19, trên 159 triệu ca. Tiếp đến là châu Á, trên 119,2 triệu ca nhiễm. Bắc Mỹ ghi nhận trên 95,2 triệu ca nhiễm, Nam Mỹ là trên 54,6 triệu ca. Tiếp đến là châu Phi trên 11,55 triệu ca, châu Đại Dương trên 3,75 triệu ca. Đức đang thực hiện bước thứ hai trong lộ trình 3 bước nhằm nới lỏng các biện pháp hạn chế để chống dịch COVID-19. Theo đó, mở cửa trở lại các dịch vụ nhà hàng, quán bar, cà phê, khách sạn cho tất cả những người chưa tiêm chủng. Kể từ ngày 4 tháng 3, những người chưa tiêm chủng có thể đến nhà hàng hoặc những địa điểm không gian công cộng, nhưng sẽ thực hiện quy tắc 3G, tức là có chứng nhận đã tiêm chủng hoặc đã hồi phục sau khi mắc COVID-19 hoặc xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Các hộp đêm và vũ trường cũng được phép mở cửa trở lại với quy tắc 2G cộng, đã tiêm chủng hoặc đã phục hồi và xét nghiệm âm tính. Các quy định về số lượng người tập trung cùng lúc tại một địa điểm cũng được nới lỏng kể từ ngày 4 tháng 3. Theo đó, giới chức y tế cho phép các địa điểm không gian công cộng trong nhà có thể chứa 60% công suất với mức tối đa 6.000 người, trong khi các hoạt động công cộng ngoài trời có thể lên đến 75% công suất với tối đa 25.000 người. Điều này chủ yếu áp dụng cho các trận đấu bóng đá và các buổi hòa nhạc. Riêng tại Berlin, ngay cả những người đã tiêm mũi tăng cường cũng phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính. Theo số liệu thống kê mới nhất, Đức ghi nhận 217.593 ca mắc COVID-19 và 291 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua. Tỷ lệ mắc trong 7 ngày, 1.196,4 ca nhiễm trên 100.000 người. Dự kiến ngày 20 tháng 3, hầu hết các quy định phòng chống dịch COVID-19 tại Đức sẽ được gỡ bỏ và chỉ duy trì một số biện pháp bảo vệ cơ bản. Trong khi đó, Bỉ cũng quyết định dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế khi kết thúc kỳ nghỉ xuân. Phòng vũ biểu về COVID-19 của nước này cũng sẽ chuyển từ màu đỏ sang màu vàng. Theo Thủ tướng Alexander De Croo, kể từ ngày 7 tháng 3, thực khách đến các quán ăn hoặc những người đến xem biểu diễn nghệ thuật sẽ không phải mang theo giấy chứng nhận an toàn về COVID-19, CST. Codeco dự kiến đánh giá tiếp về việc bỏ giấy chứng nhận này trong các lĩnh vực khác và việc sử dụng lại chỉ có thể được thực hiện trong tình huống dịch bệnh khẩn cấp theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, Bỉ dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang ở nơi công cộng, ngoại trừ trên các phương tiện giao thông và cơ sở chăm sóc sức khỏe như bệnh viện, nhà dưỡng lão. Tuy nhiên, người dân phải tuân thủ quy định giãn cách xã hội 1,5 mét. Với việc nới lỏng các biện pháp phòng dịch, quy định về làm việc từ xa cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp. Bên cạnh đó, từ ngày 11 tháng 3, khách du lịch sẽ không phải khai biểu mẫu địa điểm hành khách và không phải làm xét nghiệm cách ly nếu đã có giấy chứng nhận tiêm chủng, hồi phục hoặc xét nghiệm âm tính. Cũng từ ngày này, các cấp chính quyền Bỉ được tự do áp dụng các biện pháp phòng dịch phù hợp theo tình hình riêng. Theo kết quả, một nghiên cứu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ công bố, phần lớn trẻ em ở nước này mắc COVID-19. Nghiên cứu được thực hiện với các mẫu máu cho thấy hơn 140 triệu người Mỹ nhiễm virus SARS-CoV-2 và có kháng thể từ việc mắc bệnh. Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ lây nhiễm cao hơn nhiều đối với trẻ em và thanh niên, theo báo cáo của CDC Mỹ. Ước tính 58% trẻ em dưới 11 tuổi tại nước này có kháng thể tự nhiên sau khi mắc bệnh. Trẻ em từ 12 đến 17 tuổi cũng có mức tỷ lệ tương tự.
Chuyển sang tin tức tiếp theo, số ca cộng đồng tăng nhanh nhưng tỷ lệ tử vong giảm rất mạnh. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chủ trì phiên họp lần thứ 13 của Ban Chỉ đạo. Tham gia cuộc họp tại điểm cầu trụ sở Chính phủ có các ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, các Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan trung ương. Tham dự cuộc họp tại các điểm cầu địa phương có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, các Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Báo cáo của Bộ Y tế cho thấy đến nay dịch bệnh cơ bản được kiểm soát trên phạm vi cả nước. Tất cả các địa phương đều được chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 theo nghị quyết 128 NQCP của Chính phủ. Số mắc mới có xu hướng gia tăng nhanh tại hầu hết các tỉnh thành trong tháng qua, với khoảng 50.000 đến 75.000 ca mỗi ngày, cao nhất là hơn 125.000 ca. Số trường hợp mắc tăng nhiều hơn ở nhóm chưa tiêm vaccine, nhất là nhóm dưới 12 tuổi, tháng 1 là 18,4%, tháng 2 24,3%. Biến thể Omicron có xu hướng gia tăng lây nhiễm nhanh trong thời gian gần đây, phổ biến ở các tỉnh, thành phố, nhất là thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thay thế dần biến thể Delta. Tuy nhiên, do tỷ lệ bao phủ vaccine cao trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là đã có sự chăm sóc đối tượng nguy cơ cao, nên tỷ lệ tử vong trên số ca mắc trên phạm vi toàn quốc giảm sâu. Tỷ lệ tử vong trên số ca mắc của 30 ngày qua là 0,2%, giảm so với tháng trước 1%. Ngày 1 tháng 2, 0,9%, ngày 3 tháng 3, 0,1%. So với tháng trước, số ca cộng đồng cả nước tăng 197,9%, nhưng số ca tử vong giảm 47,1%. Số ca đang điều trị bệnh viện giảm 24,5%, số ca nặng nguy kịch giảm 43,1%. Phân bố tỷ lệ nhiễm theo độ tuổi trong tháng 2 năm 2022 so với tháng trước, nhóm 18 đến 49 tuổi chiếm 54,3%, 871.083 ca tăng 2,5 lần so với tháng trước, nhóm 50 đến 65 tuổi chiếm 10,8%, 173.254 ca tăng 2,2 lần so với tháng trước. Nhóm trên 65 tuổi chiếm 4,5%, 72.189 ca, tăng 2 lần so với tháng trước. Cũng theo Bộ Y tế, đến ngày 3 tháng 3, Việt Nam tiếp nhận 218 triệu liều vaccine, phân bổ 204,4 triệu liều, còn khoảng 13,6 triệu liều chưa phân bổ đang tiến hành thủ tục kiểm định chất lượng xuất xưởng, tiêm được hơn 196 triệu liều. Về tỷ lệ tiêm chủng với đối tượng từ 18 tuổi trở lên, tỷ lệ mũi 1, mũi 2, mũi 3 lần lượt là 100%, 98,4%, 37,4%. Với đối tượng 12 đến 17 tuổi, tỷ lệ mũi 1, mũi 2 lần lượt là 98,8% và 93,5%. Trong 30 ngày triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân, từ 29 tháng 1 năm 2022 đến 28 tháng 1 năm 2022, cả nước tiêm được hơn 14 triệu liều, chủ yếu là liều bổ sung và liều nhắc lại, hơn 12 triệu liều. Góp phần vào việc tăng cường tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ hai liều vaccine cơ bản và tiêm mũi 3 trên toàn quốc. Tin tiếp theo, F0 tăng chóng mặt, Hà Nội thêm 252 phường xã thành vùng cam. UBND thành phố Hà Nội vừa có thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, cập nhật 9 giờ ngày 4 tháng 3. So với tuần trước, Hà Nội hiện có 66 xã phường thị trấn cấp độ 1, giảm 217 xã phường, 187 xã phường cấp độ 2, giảm 35, 326 xã phường cấp độ 3 tăng 252, không có địa bàn nào cấp độ 4. Trong tuần qua có 326 xã phường thị trấn dịch diễn biến phức tạp, đánh giá cấp độ dịch từ mức cấp độ 3 trở lên như sau: Ba Đình 7 đơn vị, Ba Vì 12 đơn vị, Bắc Từ Liêm 9 đơn vị, Cầu Giấy 3 đơn vị, Chương Mỹ 19 đơn vị, Đan Phượng 10 đơn vị, Đông Anh 18 đơn vị, Đống Đa 6 đơn vị, Gia Lâm 7 đơn vị, Hà Đông 5 đơn vị, Hai Bà Trưng 10 đơn vị, Hoài Đức 13 đơn vị, Hoàn Kiếm 13 đơn vị, Hoàng Mai 9 đơn vị, Long Biên 10 đơn vị, Mê Linh 12 đơn vị, Mỹ Đức 3 đơn vị, Nam Từ Liêm 8 đơn vị, Phú Xuyên 11 đơn vị, Phúc Thọ 12 đơn vị, Quốc Oai 15 đơn vị, Sóc Sơn 21 đơn vị, Sơn Tây 10 đơn vị, Tây Hồ 3 đơn vị, Thạch Thất 15 đơn vị, Thanh Oai 13 đơn vị, Thanh Trì 11 đơn vị, Thanh Xuân 7 đơn vị, Thường Tín 19 đơn vị, Ứng Hòa 15 đơn vị. Trong ngày 4 tháng 3, thành phố thêm 21.396 ca COVID-19, tổng số ca mắc trong đợt dịch 4 343.618 trường hợp. Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, Hà Nội đang có 6.057 F0 điều trị ở bệnh viện,
Trong số đó 993 bệnh nhân nhẹ, không triệu chứng, 4.053 F0 ở mức độ trung bình, 1.011 F0 nặng nguy kịch. Cục Quản lý Khám chữa bệnh thông tin, số tử vong cộng dồn của Hà Nội 1.170 trường hợp, tỷ lệ tử vong trên mắc 0,4%. Trong bối cảnh số ca mắc tăng cao, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu những địa bàn có mật độ đông dân cư cần đánh giá khả năng đáp ứng tư vấn, chăm sóc người nhiễm COVID-19 của mỗi cán bộ, nhân viên y tế, có biện pháp huy động thêm lực lượng tình nguyện, bác sĩ nghỉ hưu, các cơ sở y tế ngoài công lập trên địa bàn cùng tham gia, đảm bảo người dân đáp ứng y tế sớm nhất, kịp thời chuyển tầng và hạn chế tối đa các ca chuyển nặng. Tin tiếp theo, trạm trưởng y tế ở Hải Phòng mang tiền xuống trả dân sau khi bị tố đòi 1,5 triệu mới cho F0 đi viện. Trao đổi với phóng viên ngày 5 tháng 3, anh Nguyễn Việt Thắng, sinh năm 1975, trú tại phường Trại Cao, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng cho biết, trạm trưởng trạm y tế lưu động phường Trại Cao Nguyễn Sĩ Hùng đã mang 1,5 triệu đồng tới nhà bố mẹ anh để trả lại. Anh Thắng cho hay, khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay, ông Hùng cầm theo một phong bì bên trong có 1,5 triệu đồng tới nhà bố mẹ tôi trả lại. Đó là số tiền gia đình hai lần đưa cho cán bộ y tế và ông Hùng để bố tôi được đi cấp cứu khi sức khỏe yếu do nhiễm COVID-19. Ông Hùng có viết mấy dòng thừa nhận được nhân viên đưa cho các phong bì đó, không biết bên trong có gì. Anh Thắng khẳng định ông Hùng là người gọi điện đòi thêm tiền. Cán bộ y tế phường tới nhà mang bình oxy tới và ký giấy cho bố tôi đi viện sáng 27 tháng 2. Vợ tôi đã gửi phong bì 500.000 đồng để cảm ơn. Khi nhận phong bì, người này đứng ra sân mở ra, thấy có 500.000, người này lập tức gọi điện để báo cáo rồi đòi thêm. Họ nói là ít nhất 2 triệu mới chấp nhận ký giấy cho bệnh nhân đi viện. Người nhà tôi tranh cãi qua lại mất hơn nửa tiếng thì họ hạ còn 1,5 triệu. Sau khi họ nhận tiền, bố tôi được ra xe cấp cứu để chuyển tới bệnh viện Việt Tiệp 2, anh Thắng bức xúc. Trước đây anh Thắng đã xin chuyển cho mẹ mình là bệnh nhân F0 đi bệnh viện. Lúc đó anh ra phường xin giấy, cán bộ y tế nói nhỏ vào tai là phải chi tiền bôi trơn. Tuy nhiên anh kiên quyết không đưa và thể hiện thái độ phản đối nên họ dừng lại. Ông Phạm Đình Đại, Chủ tịch UBND phường Trại Cao thông tin, qua làm việc, ông Hùng thừa nhận có việc nhân viên y tế tại trạm y tế lưu động thuộc Trung tâm Y tế quận Lê Chân nhận tiền của người nhà F0. Phường yêu cầu trạm y tế giải trình kiểm điểm trước UBND phường. Trạm y tế khẳng định với phường có nhận 1 triệu đồng, đây là người nhà bệnh nhân cảm ơn chứ không phải là vòi vĩnh. Ông ấy nói có nhận 1 triệu nhưng mang trả lại 1,5 triệu. Trong sáng nay, Trung tâm Y tế quận Lê Chân đang họp để giải quyết vụ việc, ông Đại nói.